Hello, chào mừng mọi người đến kênh HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay chúng ta review đấu la đại lục tập 229. Sự ra nhập của hồn kỹ mang thuộc tính hỏa diễm hàng băng xuất hiện. Đúng là uy lực của các đệ tử học viện tứ nguyên tố thủy hỏa vô tình. Uy lực tuyệt đối của hai đại nguyên tố này áo giáp căn bản không thể ngăn cản. Đặc biệt là sự trở lại của phong tiếu thiên đã khiến cho lượng lớn quân đội võ hồn đế quốc thương vong bên. Cạnh đó, đỡ một chiều đến tư tam xoa kết của đường tam lúc này bị bỉ đông cũng đã bị thương nghiêm trọng. Trước tình thế đó, nàng chỉ đành ra lệnh cho toàn quân rút lui về Gia Lăng Quang lúc này trên chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Quân đoàn của đại quân thiên đấu đế quốc khí thế ngút trời áp thẳng vào Gia Lăng Quang các tướng lĩnh thuộc các công quốc lúc này đã quỳ rạp dưới chân bị bỉ đông, quân đội mà bọn họ xuất ra, đã bị thiên đấu đế quốc đã thương vô số vậy mà lúc này bị bỉ đông còn chưa chịu dùng đến quân đoàn thiên sứ của nàng hành động của bị bỉ đông làm bọn chúng không khỏi sinh ra một cảm giác quân đoàn hồn sư thủ hạ của ngươi là quân tinh nhuệ vậy binh lính của chúng ta không phải là người hay sao bọn tướng lĩnh đều yên lặng nhưng bộ dạng giận mà không dám nói ra của bọn chúng lại làm cho bị bỉ đông trong lòng càng thêm buồn bực bên kia sau khi xử lai khách thất quái đoàn tụ với đại sư ông có chút lo lắng nhìn đường tam theo kinh nghiệm nghiên cứu về hồn sư của ông tự nhiên nhìn ra thực lực của bỉ bỉ đông và đường tam chênh lệch như thế nào nếu như không có hải thần tam xoa kích đường tam tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của bỉ bỉ đông sư phụ ta tự có biện pháp ngài yên tâm đi vừa nói hắn đã nhờ vào sự che chở của hồn sư chung quanh mà lặng yên biến mất hắn sao lại chịu bỏ đi thần khí của mình chứ hiệu quả ẩn thân của hãng hải hộ thân tráo làm cho hắn biến mất giữa hư không nương theo đại quân bên mình rút lui hắn cũng lặng yên tách ra chạy nhanh như chớp về phía gia lăng quang lúc này trên chiến trường máu đã đổ thành sông sát khí nồng nạc đã lan rộng đến đại quân thiên đấu đế quốc mùi huyết vụ xộc thẳng lên mũi thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn chỉ thấy giữa bầu trời rực đỏ quang mang vũ hồn dung hợp kỹ của tàn nguyệt và hồ liệt na đã dung hợp thành công sau khi hộ giá bị bỉ đông trở về thành an toàn bọn họ như một mũi tên xông thẳng về phía đội quân thiên đấu đế quốc mỗi bước đi của bọn họ như người khổng lồ tỏa ra sát khí khiến hết thảy binh lính nơi bọn họ đi qua đồng loạt ngã xuống vừa kịp lúc đường tam đến nơi sự trùng phùng lần này của hắn và hồ liệt na đã không còn thương cảm như lúc trước kể từ sau lần chia tay đó bọn họ đã định sẵn trở thành kẻ thù trên chiến trường tàn khốc tuyệt đối không việc trước đây từng giao hảo với đối phương mà nương tay lúc này hai mắt đường tam lóe lên tinh quang mãnh liệt ấn ký trên lạc ấn tam xoa kích sáng lên nương theo đó từng đạo kim quang mạnh mẽ phóng thích ra hướng thẳng về phía đám người hồ liệt na 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 bị dính công kích này. Đạo kim sắc quang mang kia vừa vặn khắc chế với lĩnh vực của nàng, lúc này bị đánh trúng, cơ hồ khiến bản thân trở nên đau đớn thống khổ sau khi đánh lui một đám binh đoàn và tạm thời khống chế được hồ liệt na. Đường Tam tiếp tục chạy về phía tường thành gia lăng quang tìm cách, lấy lại tam xoa kích đúng lúc này hắn bắt gặp dương vô địch đang điên cuồng mất khống chế muốn liều mạng xông vào thành gia lăng quan giọng nói phẫn nộ của ông không ngừng tìm kiếm dương vô xong tên phản tặc này vậy mà chế tạo ra bom độc cho vũ hồn đế quốc khiến cho hiện tại đội quân thiên đấu hít vào khí độc này từng chút ngã xuống giờ đây ông như mất đi lý trí chỉ muốn tìm cho bằng được hắn mà băm thay xé xác dương vô xong ra hàng trăm mảnh cũng may đường tam tới kịp ngăn cản lại nếu để dương vô địch sông vào hầm rắn hang cọp e là một đi không trở lại ngăn cản thành công đường tam lặng lẽ lần mò hướng về phía Gia lăng quang tiếp tục đi tới chỉ cần hắn tiếp cận được con sông hộ thành thậm chí không cần qua sông hắn sẽ nắm chắc nhờ vào khống hạt cầm lông lấy về hải thần tam xoa kích của mình bị bị đông tuy mạnh trực tiếp đánh thì không được nhưng muốn lưu lại hắn thì tuyệt không có khả năng thế nhưng khi đường tam sắp tiến vào phạm vi khống chế hiệu quả của khống hạt cầm lông đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng trên tường thành ánh mắt như lợi kiếm của bị bỉ đông đã chiếu thẳng vào mình đường tam bị giật mình không dám tiếp tục tiến về phía trước nhưng hắn không hiểu được tinh thần lực của mình còn cao hơn bị bỉ đông một ít nếu mình không dùng hồn kỹ công kích dưới sự bảo hộ của hắn hải hộ thân tráo lẽ ra đến lúc mình lấy được hải thần tam xoa kích trở về bị bỉ đông mới có thể phát hiện mình mới đúng trong lòng nghi vẫn không thôi hắn chỉ đành tránh đi chờ thời cơ thích hợp Đến đây admin xin khép lại tập ngày cảm ơn các bạn đã xem hết nếu hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh và góp ý kiến bình luận các bạn nhé.